Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu chị
phận tổng quán đại lý. Chị Dương Minh Thủy, trưởng bộ phận điều hành tour đoàn và Justin. Và sau đây chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu anh Nguyễn Hải. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Trần Bích Hà. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Võ Thanh Hải. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Lê Việt Cương. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu anh Phan Xuân Tài. Rất bất ngờ quá. Chúng ta vừa mới kết thúc một năm với một kết quả kinh doanh rất là tốt. Đó là kết quả của những vất vả của các của chính các bạn từng ngày làm việc. Đó là kết quả của những lần mà chúng ta phải phóng thật nhanh đến cơ quan để kiểm tra kỹ. Đó là kết quả của những ngày, của những cuộc họp mà chúng ta phải cãi nhau cho đến 7 giờ tối. Đó là kết quả của những giọt mồ hôi mà các bạn xên sau mỗi lần đi xên về. Đó là nước mắt của những cái sự không hiểu nhau. Đó là những bực tức của mỗi lần chúng ta kết thúc cuộc họp mà vẫn không thỏa mãn. Đó là những niềm vui của mỗi khi mà chúng ta có được các booking của khách hàng. Đó là sự lo âu, đó là kết quả của những lo âu mà mỗi lần chúng ta cảm thấy lo âu khi mà mang cái xe thì giảm. Tất cả những cái đó, tất cả những cái nỗ lực đó, xin thay mặt ban giám đốc chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang một năm mới là năm 2016. Năm này là một năm rất quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ rằng là thứ nhất đó là chúng ta sẽ kỷ niệm 20 năm chúng ta thành lập. Và hơn nữa là một năm mà sẽ đánh dấu một sự thay đổi rất lớn của công ty về mặt các mảng kinh doanh. Chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ tăng cường các mảng kinh doanh hơn để có một công ty hoạt động bền vững hơn và phát triển nhanh hơn. Và để mà kích thích bắt đầu một năm mới, chúng tôi xin và bây giờ chúng tôi xin mời anh Nguyễn Hải mở tiệc khai rượu. Và ngay bây giờ xin mời tất cả các anh chị trong ban giám đốc cùng toàn thể tất cả các anh chị trong trưởng bộ phận sẽ cùng vui sâm ban để nâng ly chúc mừng thành tựu năm 2015. Xin mời bộ phận để tân.
ta là một gia đình, một gia đình là phải nhiệt tình để mà uống hết mình ta không giấu sắp sinh. Bia bất khả ép bất khả tư, lư đồ cũng ép sắp thép cũng phải như. Nếu hôm nay đã đông vui như thế thì không say là không về. Chị và các bạn thân mến, như đã hứa thì MC đẹp trai Duy Quang và Trần Duy đã quay lại với phần chính trong buổi tối ngày hôm nay. Duy Quang này, Duy Quang có thấy không khí chúng ta ngày hôm nay như thế nào không Duy Quang? Phải nói là không khí của chúng ta hôm nay rất là sôi động và rất là náo nhiệt, đúng chất với một buổi tối gala dinner. Đến hẹn lại lên vào mỗi dịp cuối năm thì tất cả các anh chị trong từng phòng ban cũng rất là bận rộn để hoàn thành và tổng kết những công việc của năm cũ. Bên cạnh đó, tất cả các anh chị cũng dành cho mình một chút thời gian vào những buổi cuối tuần để cùng nhau tập luyện và mang đến những buổi diễn văn nghệ thật đặc sắc và tranh tài trong ngày hôm nay. Đây cũng chính là phần quà của tất cả các quý anh chị trong từng bộ phận muốn gửi đến ban giám đốc. Đồng thời cũng là một dịp để cho mọi người thể hiện tài năng, năng khiếu của mình, là dịp để cho mọi người gần nhau hơn và mang về những phần thưởng thật là giá trị. Ngay bây giờ đây, tôi cũng xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo trong buổi tối ngày hôm nay. Xin giới thiệu ban giám khảo gồm có anh Nguyễn Hải. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Trần Bích Hà. Chúng tôi xin giới thiệu anh Võ Thanh Hải. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Lê Việt Cường. Và người cuối cùng trong thành phần ban giám khảo là anh Phan Xuân Tài. Và chúng tôi tin chắc rằng trong buổi tối ngày hôm nay thì các anh chị sẽ phải làm việc rất cực lực. Bởi vì theo như sự quan sát của chúng tôi thì các đội đều có một sự đầu tư rất là công phu và những tiết mục nào cũng thật là đặc sắc. Chúng tôi xin thông qua cơ cấu của cuộc thi tối hôm nay như sau. Chúng ta sẽ có một giải nhất, một giải nhì, và chúng ta sẽ có hai giải ba. Chúng ta có một giải phong cách. Giải nhất của chúng ta sẽ có hai giải. Và để xem các tiết mục có đặc sắc như là chúng tôi giới thiệu hay không thì ngay bây giờ xin mời tất cả các anh chị và các bạn cùng hướng mắt về sân khấu, dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón phần thi đầu tiên. Xin chào mừng các diễn viên đến từ Amadeus tới tiết mục nhạc kịch trên biển công ty T. 1, 2, 3, level. Quan trọng nhất. Và để mở màn cho chương trình văn nghệ tối ngày hôm nay thì đội Amadeus hân hạnh là đội đầu tiên mang đến những tiết mục đặc sắc. Ở đây không khí đang rất là náo nhiệt với có hàng trăm nhân viên và hàng ngàn khán giả. Và chắc chắn chương trình tiếp theo sẽ càng nóng hơn nữa bởi vì chúng ta nhận được rất là nhiều những món quà từ các bạn quốc tế ở Nam Châu. Đó là những sản phẩm, đó là những tiết mục tinh thần và xin mời các chị chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón sự xuất hiện của các đại diện đến từ các nước. Đầu tiên là xin mời đại diện đến từ India. Tiếp theo xin mời sự xuất hiện của đại diện đến từ Japan. Và cuối cùng chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đại diện đến từ Korea. Và tiết mục biểu diễn của các đại diện xin được phép được bắt đầu. Australia, Sri Lanka, America.
Yeah.
bảo đảm là phía sau sẽ còn nhiều tiết mục hay đi như vậy nữa. Và ngay sau đây, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được mời các anh chị và các bạn hãy cùng thưởng thức một tiết mục mà bảo đảm khi nghe tên thôi các bạn đã, các bạn và các anh chị đã thấy cảm thấy choáng ngợp rồi. Xin chào mừng tiết mục Trường Ca Tự Hào Đất Nước cùng Sen Việt của bộ phận kế toán. Việt Nam.
Lý do
qua. Cha chết cùng nào cùng về đây, chốn thiên đình ở trên đầu tư, cùng về đây ba công hàng năm ngọt quá. Còn Quang tôi quên rồi sao? Dương Mẫu hiện tại đang đi tour Ông Đào Tết phía phải của Sa Thì rồi. Tao quên hết. Nếu mà không có gì quan trọng thì tao đi hát bụi. Ấy. Chỗ này nhảy chậm. Quang, người quên mất tiêu rồi hả? Hàng năm nó vào ngày này á, người đều á gọi các báo lên đây để mà báo cáo kết quả của năm vừa rồi. Vậy á mà người ta chờ ngoài lớp đi từ sáng cho tới giờ, người còn thẩn thẩn thơ thơ ở đây hả? Tính tùy. Tao quên hết. Thôi được rồi, vậy thì ta hãy bắt đầu đi. Dạ. Năm nay ta có một thưởng. Wow. Một phần. Hai em đang nhịn giỡn, hai em đang nhịn giỡn rồi. Dạ. Tao nhai đầu nha. Ngồi 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 để ông nói. Nói đi. Nằm anh nằm ghế nè. Dạ. Chắc là được nha. Cả cái này nó cứ càng càng cái mặt nó khó chịu nãy giờ rồi. Bây giờ cái táo thì kể cho ta nghe. Năm rồi cái táo có những thành tích gì xuất sắc? Ai là người có thành tích xuất sắc nhất thì phần thưởng sẽ thuộc về người đó. Đó, okay. Giờ thằng Seo ra nói chuyện trước đi. Dạ, có một quan. Cô ấy muốn đi tu nhưng không có nhiều tiền. Người thì đòi đi xin, xong đến người thì đòi đi cam, xong đến người thì đòi mà lấy. Ai cũng đòi đi tu hòa vào. Anh ấy muốn đi tôi nhưng không có nhiều tiền. Chỉ một triệu 200, tôi muốn mình được vào Hồng Kông. Tôi muốn mình được vào châu Âu. Tôi muốn mình vào về nhà xem tôi. Bây giờ, điều quan tâm nhất là đi tôi phải đi thật nhiều. Đi tôi phải ăn thật nhiều. Đi tôi phải chơi thật nhiều. Mà tiền trắng bấy nhiêu. Thảo bao cùng với nội địa. Ai ai cũng đi sắp rồi. Phải hoa là ra lời bao. Người đòi hỏi nhốn nhau. Nhốn nhau. Nhốn nhau. Từng ngày một tôi lại đi qua. Yêu cầu ngay 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 đi xa. Xin hãy cứ thấy nên mua tôi. Anh mua tôi em. Em mua tôi em xa tốt. Và những cuộc xeo thôi. Đêm ngày bao con men thêm lắm. Chắc nhờ vậy mới có câu thanh lương cao. Em đây xeo thôi còn nào rất nhiều. Thôi. Tôi nghe mấy người nói
người đến sân bay không hẹn giờ, bắt đầu làm tàu thì có đúng không nè? Đúng rồi, chị thấy là điều hành rất nhiều công lao đó, vậy ta nói đi. Ok nè, đêm nay tao điều hành năm rồi là năm thu ai, ai đóng góp nhiều mang lại nhiều vụ thành công, ai tốn không nhiều còn ai đây nói chung là cười đó mà tao không thấy phục tôi không vì con của tôi thật nhiều. Đi ra đây nè hai bà nội. Dạ. Thì cái chứ bữa dưới Trầm Giang kêu em là bà nội của anh, còn hai bé là bà nội của tao. Dạ. Bây giờ anh về, chắc là anh về. Sao? Là sao vậy? Là sao vậy? Anh bắt đầu bực bực rồi đó. Về nè nha. Là kêu chó hả? Là sao vậy? Vậy chứ sao tự nhiên cái chị nè, anh nói mọi đứa nha, 21 về nấu canh nhớ bỏ thêm mì ốp chứ anh mệt lắm rồi. Ê không mệt quá anh đi từ từ vậy 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 thường á thì ta thấy cái người nào mà có nhiều công lao á thì cũng phải có nhiều sự hy sinh. Bây giờ lúc chắc tao hay kể tao nghe, chắc tao đã hy sinh những gì, ai là người hy sinh nhiều nhất thì quà không chơi được đâu. Đó là em luôn rất là phù hợp rồi. Hồi nãy giờ nha, tao cảnh cáo bao nhiêu lần rồi nha, nha tao chai đầu nhai xương đó. Nó giữ thấy ghê luôn. Đúng rồi, giám thị mà. Ở trong biết như vậy, ở trong chợ luôn. Dâng 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 dâng. Lẹ đi. Nói đi. Dạ, thứ lắm quả. Trời. Dạ, em là tóc phiêu, tóc tóc chợ. Trời ơi, xuất sắc luôn. Nó làm bộ phận kinh doanh đó, mà giờ nó lập ra nguyên một bộ phận fail luôn. Công ty phát triển. Dạ, thưa Ngọc Hoàng, cái này là sơ sót của em. Dạ, em là Tao Sales. Dạ, thưa chị bắt đầu. À, chị bắt đầu. Cái gì chị? À, dạ, dạ, thiết. Dạ, em quên cái độ tuổi của chị. À, mình là chị em cùng cái thiên đường với nhau, chị đâu cần phải hóa thành cách tra mà chị đớp đi vậy. Ủa, chị này nó chửi tôi hả? Dạ, Ngọc Hoàng ơi, em khổ lắm. Em phải đem khách hàng về công ty mà 9 người 100 ý. Em phải chiều lòng họ, họ bức chửi em cũng phải cười. Nhiều lúc em biết em đẹp, nhưng mà lúc nào cũng phải giả vờ là hóa hậu thân thiện với đất Ngọc Hoàng. Em buồn đó Ngọc Hoàng. Thôi đi, mấy người im hết đi. À, mấy người thì biết nghĩ gì cho người khác chứ. Tôi nè, tôi làm như một con trâu vậy đó. Mấy người thì biết nghĩ gì đâu, chỉ biết chiều lòng khách hàng thôi à. Chương trình thì lúc nào cũng là đẹp là hay, giá thì phải thiệt là thấp. Vì quét á, thì lúc nào cũng hàng chục cái option. Mà chưa hết nha, đã vậy hả, đặt deadline cứ là giết người ta vậy đó. Nhưng mà, cô Ngọc Hoàng, đó, sản phẩm kế hoạch của em mới là khổ nhất nè Ngọc Hoàng. Em là Ngọc Hoàng ơi. Ngọc Hoàng, em nè. Em đã học quả sao? Dạ, em hiểu. Nhưng mà em phải đem khách hàng về bằng mọi giá mới kiếm được cơm ăn áo mặc cho mấy người đây. Chứ khách hàng của em mà như bắt đầu này từ nào em làm. Trời ơi, làm sao nữa trời? Cái gì vậy? Hồi nãy giờ tôi ngồi tôi khóc than giùm mấy người đó. Trời ơi, tôi có làm cái gì đâu. Mỗi một năm nè, 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 tôi nói cho ông nghe nha. Một năm tôi đem chị nói cho cái lộc tôi nói cho bà ấy, tôi bà nghe nha. Một năm tôi đem về biết bao nhiêu đoàn đó, mà tôi có lấy công lấy gán cái gì đâu. Nó tôi chỉ lấy có 200.000 một khách. Làm gì đâu. Trời ơi, dễ sợ hả? Rẻ mà. Dạ, đầu tiên em đổi ơn chị.
Dạ thưa Ngọc Hoàng, thì cái chị bắt đầu ở đây luôn đưa cho em những cái request rất là chất lượng và rất là VIP. Để làm cái đoạn vừa rồi nè Ngọc Hoàng, có 10 khách lận đi Vũng Tàu một ngày Ngọc Hoàng. Dạ chơi team building. Dạ gala dinner. Wow. Ba tấn thiếu. Ai lái kịp. Dạ commission 200 thôi. Dạ bóp chìm 400. Đạo. Cái gì nhà em? Ăn tên đầu tên cổ đó hả? Trời ơi, anh quá hoài quá Ngọc Hoàng ơi. Trời ơi, 200 ngàn đó là thần đi lấy thần làm từ thiện đó. 200 ngàn đó là làm từ thiện đó. Dạ, bỏ túi hết 90%. Nói gì vậy? À, dạ, không có gì. Thôi, làm cứ nào khổ trơn, ai biết ai làm từ thiện bỏ qua đi. Dạ. Em khổ lắm Ngọc Hoàng ơi. Thôi, em cũng khổ. Em cũng khổ. Em cũng khổ. Vậy thôi quay về quỷ đạo. Ta bị tiêm phòng. Dạ Ngọc Hoàng biết đâu có gì. Dạ thưa Ngọc Hoàng, em chỉ muốn diễn tả lại cái áp lực và những nỗi thất khổ của Tiêu Hoàng mà thôi. Dạ nhiều khi tụi em là mệt cũng xíu không gì đó. Đừng có nghe Ngọc Hoàng. Có ai biết được cái nỗi khổ của tụi em đâu Ngọc Hoàng. Dạ tụi em là cái người nè phải đi tìm kiếm những cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với cái mức giá cạnh tranh nhất cho khách hàng. Ồ vậy. Mà thành công á thì sao? Cô mà thất bại là tất cả đổ lên tao của tụi em này Ngọc Hoàng. Trời ơi, ai hiểu được nỗi khổ của tụi em đâu Ngọc Hoàng. Trời ơi trời. Ủa đâu bị sao vậy? Tôi mới là khổ nhất cái đổ. Mày là thiên đình lại đi bệnh viện nghe té hoài. Không, à, à diễn sau nó lố. Mày diễn sau nó lố. Ngọc Hoàng con xử đi. Thôi em nói thiệt chứ anh ngồi luôn đi. Em ngồi mà anh nạt em quá. Dạ. Chắc tao biết không? Tao có điều này muốn nói với chắc tao. Nói đi. Thật ra tao không có hoài gì cả. Trời ơi, cái gì sao vậy? Trời ơi. Hoài vậy chứ hả? Wow. Wow. Một cảm giác thật là quách được theo. Trời ơi. Tôi khổ quá mà. Hey, thật ra tao gọi các ngươi lên đây là để các ngươi có thể thấu hiểu được nỗi khổ của nhau. Giống như sale có thể hiểu được nỗi khổ của điều hành sản phẩm. Còn điều hành sản phẩm cũng hiểu được nỗi khổ của sale. Có đúng không nè? Dạ đúng. Mà các ngươi thấy đó, trong năm qua không phải những kết quả kinh doanh của chúng ta thành công, mà chúng ta còn có những chương trình như là câu lạc bộ nghề nằm nhá mẹ. Có từng ngàn mấy tất triệu ước mơ. Tiếp theo và sắp tới sẽ có dự án theo tiền quốc. Mục tiêu của chúng ta trong năm 2016 sẽ là vào tới 3 công ty du lịch lớn nhất. Tiếp theo để thành các con đường dài không đi nữa phát triển bản thân. Và để thực hiện những điều đó chúng ta bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi, hà hồ hà hồ hà hồ. Làm gì bán hàng đa cấp vậy? Để thực hiện được những điều đó chúng ta phải nỗ lực hết mình và cùng nhau đoàn kết để được thiên đình tiến về phía trước. Các ngươi có rõ chưa? Dạ rõ. Rõ, rõ nhỏ nhỏ thôi. Rõ rồi thì tốt. Ngọc Hoàng ơi, bây giờ thần thấy như vậy nè. Hay là năm sau á, mình xuống mình nhờ cho anh Việt tổ chức một cái tour mà có team building gala gì cho thiên đình mình cùng vui chơi, thể hiện cái tinh thần đoàn kết của trên thiên đình mình nha Ngọc Hoàng. Mà hình như là thần thấy á, là bắt đầu treo bảng gì kỷ niệm 20 năm chắc sẽ có cuộc khuyến mãi giá rẻ đó. Chắc hộ đi chứ đâu phải mắt không có tiền, con sắt không đủ đó. Rồi bây giờ mình xuống dưới mình coi á họ có chương trình gì rồi á mình đăng ký tham gia luôn nha Ngọc Hoàng ơi. Chén bay cho Ngọc Hoàng coi ơi. Rồi bây giờ cả thiên đình mình xuống dưới cùng tham gia vui chơi với Trang Việt nào. Vẫn
chung một lòng đắm say chân biết luôn hai cơ. Thank you.
me step to this, move around, hit the floor to myself. Emotion, mỗi lần mà đi qua Úc không con gái cưng ở bên Mỹ bên là hả?
trai mà cứ hả, toàn là cứ sai hàng Việt Nam chất lượng cao hoài. Sắp sửa có án mạng xảy ra. Không được. Đẹp trai em kìa một cái phần. Thấy cái đẹp sắp sắp nha ba. Vô tóc rồi nha má. Trời mới cũng tóc. Cái này là muốn tóc rẻ ở bên Trung Quốc. Dễ sợ. Quen vậy ta. Con bệnh phải không? Mấy điệu không mấy điệu. Ai đây? Trời ơi, xưa là em bị giá trời. Ủa quen hả? Ba bệnh hả? Uống bà. Đẹp đây. Mấy đẹp. Sao rồi? Ngày này trời ơi, vui quá à, đi đâu đây? Để còn nói chuyện chút coi. Trời ơi, tôi mừng ghê. Đi du lịch mà cũng có anh bà ở sân bay tốt nhất nữa. Mà tự sung sướng gì đó. Sao lại đi? Mình làm tắm kỷ niệm nha. Ờ. Cái máy nhỏ quá, lấy cái máy bự nè. Throw, 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 throw it up. Start drinking like honey. Lố, lố, lố. Ông cứ nhớ lầm là xưa ông làm ở hành chính đúng không? Chứ còn gì nữa. Mỗi lần mấy người có lương tháng 13 là từ đâu thì sai? Từ tôi đây. Má mì bồng vé đây. Mà tổng quả. Đúng rồi, cái vụ bữa năm rồi hả? Tôi nè, nhớ tôi không? Tự giới thiệu luôn. Nữ sinh thanh lịch phòng sale CSA. Nói nào nghe chưa, gặp ông bà tôi thấy nhớ hồi xưa quá à. Nhớ cái thời mà mình còn làm cái trend Việt á. Cái menu em làm để 140. Cái thời mà mình còn làm cái trend Việt ở đó thì một ngôi nhà chung, nơi mà chúng ta gắn bó và chia sẻ với nhau như những người thương trong gia đình. Bây giờ thấy mỗi ngày có một thế hệ trẻ đi lên, tôi vẫn mong muốn rằng với sức trẻ, năng động và tài giỏi, chúng sẽ gắn bó và đóng góp giúp công ty ngày càng phát triển mạnh ở thị trường trong nước lẫn quốc tế. Để rồi 20 năm rồi là 40 năm vẫn là một trend Việt vững mạnh. Tôi thấy nhớ quá à. Tôi nhớ không lầm là trong khoảng thời gian này lúc mình vô công ty đó, cũng khoảng thời gian này cũng được 20 năm rồi. 20 năm rồi hả mấy ông bà? Đúng rồi. Đúng rồi. Bạn chính mà nhớ không? Con nghe con gái tôi nói là con gái tôi cũng làm cái trend Việt. Tôi nghe con gái tôi nói là đang tập văn nghệ thì để mừng cho buổi tiệc tất niên công ty. Vậy đó hả? Tôi gọi cho nó, con hãy gọi hoài không được. Hơi bào miếng khách được gọi. Hiện đang nằm đè lên một hơi bào khác rồi. Mình tới dễ quá, không biết giờ thì má xuống con quay thì sao? Mình cũng không có gì biết bay. Bánh đèo nhà tôi đó bà. Tôi là con gái. Thôi bánh đèo. Thì cái bánh quốc sắc ly đấy. Quá không kỹ mà. Cái lông cái tóc là góc con người má. Trời ơi, xin lỗi. Cái lông lộn dữ vậy. Má ta. Kệ nó đi, con gái nó đứng lên lộn. Má nhìn như con gái mà. Má. Ai là má mấy người? Má. Còn những cái, trời tụi nó xuất thần lắm. Mỗi lần cần mình nó xuất hồn ở đây. Khi mình cần nó, mình gọi nó manh mái không phải được. Còn cái bây giờ nó không vậy đó. Con trẻ với chút xíu, có chút rượu với mình. Lý do tại sao? Bữa nay con mới thấy con mặc đồ thôi thì đừng biết đẹp không á. Đẹp, con tắm gì đấy? Trời ơi, con nói nghe nè. Con là có máu trên vị trong người, vừa yêu công việc và vừa yêu văn nghệ giống má. Mày có máu trên vị trong người nhưng mà phải đẹp lồng lộn như tao. Trời ơi, con vậy chưa đủ lồng lộn hết á. Mà sao? Cái tập sao rồi? Con tập là cũng xong rồi má. Giờ cho nên là con mặc đồ luôn, là con không có kịp thay đồ, con chạy tới đón má luôn. Ừ, má bỏ qua nhưng mà gán tập cho tốt nha con. Để sao mà để trang kịp, cảm thấy tự hào. Nghe không? Cô chú đây là cô chú. Quên, má chưa giới thiệu. Đây là cô chú và Thương cũng làm cái trang kịp chung với ba má. Dạ con. Anh hay là tập má, là chú ở đây.
thoải mái với cô chú là em là dân đen sẵn rồi. Còn ai có thẩm quyền không? Ông bà thấy sao? Cái hay đó lâu rồi về chắc mẹ nhớ quá. Thôi I'm
tôi đi, tôi là một tôi về miền Tây đi. Quê tôi mà cũng bội họ quá trời á. Ok, chắc mình phải đặt một cái tour về miền Tây qua trang Việt Tour quá rồi. Mà tôi nghe nói cái tiết mục đó, còn cái tiết mục nữa chứ. Thank you.
chị ơi, chị cho em 5 phút được không? Em không có quảng cáo. Lẹ lên. Dạ, chị nghe em nói nha chị. Em bận lắm, nó lẹ đi cưng. Dạ dạ, cảm ơn chị, mừng quá. Chị, nghe em nói nha. Alo, chị còn nghe máy không chị? Bất ngờ chưa? Ui, điên nhà nó biết nữa. Chị ơi, em tiền thôi chứ. Mừng cưng, dạ, có bất kỳ. Có chuyện gì vậy em? Thấy em bật giật. Đó, giờ này còn gọi điện thì quảng cáo nữa. Không hiểu nổi. Thì quảng cáo có mấy người ta quảng cáo bánh kem không em? Bánh bao, bánh bò, bánh mì, xíu mại, bất ngờ gì đó em chẳng biết nữa. Đang bận muốn chết rồi nè. Thôi, em đừng nóng giận nữa, nóng giận nó ra vẻ cho nhanh nheo đó. Ý là anh cho tôi già đó hả? Ý là bánh là già. Thì tụi em sẽ đến Việt Nam mà làm ăn cái kiểu gì? Thì mai giết mèo lên dùng cặp đen cho chết tao. Nãy giờ cô làm gì mà mới bắt máy từ đây? Cô vô bếp nè, bếp trên 24, trên 24 nhưng mà 2-3 tiếng chua mà chưa bắt máy nữa là sao? Dạ, chú em sẽ xin nghe ạ. Ờ, công ty các cô làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Dạ, có chuyện gì anh còn phải ngắn à? Phải ngắn nhiều năm. Cô ra đây xem, nguyên cái sân bay tao đùn như thế này á. Mà không rớt nổ một cái bóng đèn nữa. Sân bay tới thui à. Nhưng mà em... Sân bay ảo à? Hay sân bay có 2-3S? Dạ, em xin lỗi nhưng mà chắc có gì nhầm lẫn ở đây. Nhầm lớn nhưng mà nhầm lớn. Cứ mỗi lần tôi đeo kính vô là sân bay nó cướp điện. Cái mở chứ. Thì sân bay nó có điện. Đeo lại là cướp điện. Có phải kì không? Dạ anh ơi, có phải là anh đang đeo kính em hả anh? Hả? Nhầm xuống. Trời ơi. Dạ. Thì đó, có không hát thì cũng đen. Đây là cái đèn ở sân bay, nó là sân bay, không có điện chịu nổi không? Thôi đừng có vậy nữa. Lớp 1 em tí thôi, em có bất ngờ lớn cho em hết. Vậy thì liên quan đến nghệ hàng tuần gì nữa đâu. Thôi mà nghe nói
Sao nãy tên người ta gọi là bánh kem, em lại không nghe máy. Cái gì? Bánh kem? Anh đặt hả? Sao để hơn điện thoại tôi? Tại nãy điện thoại anh hết pin, anh mới để số của em, để người ta gọi, còn tắt máy. Ủa? Mà hôm nay là gì? Không phải sinh nhật anh, không phải sinh nhật tôi, bánh kem thì làm gì? Hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của mình đó. Em... anh biết em bận nhiều việc, nhiều nhiều áp lực ngày, nhưng mà em phải quan tâm tới bản thân của mình nữa chứ. Ngày sinh nhật của anh em không nhớ, nhưng mà ngày hôm nay em phải nhớ chứ. Anh lần này thôi, nhưng mà sao lúc này anh thấy em nhiều nhiều việc quá vậy? Chơi với mọi người nữa. Ờ, đi chơi à? Năm nay công ty sẽ đi đâu? Dạ, Phan Thiết. Dạ, này mọi người có đang tập văn nghệ, em nghĩ tới đó sẽ vui lắm. Mà đâu cần đến lúc đó mới vui. Tối nay chúng ta cũng vui cả đêm mà. À, you
năm 20 tuổi nhiều thành công, sức khỏe và hạnh phúc. Happy New Year! Xin cảm ơn tiết mục rất sôi động của Kago ạ. Vậy là chúng ta đã thưởng thức xong tất cả các tiết mục của các phần diễn viên của tối ngày hôm nay. Đó là một tiết mục của Tam Ca Áo Sọ. Anh đang sương vừa lên khắp nơi sẽ cười và những kẻ tôi vui một kẻ đẹp cười đang tới. Tôi nghe như được trong nắng mai xanh người tiếng chung đùa trong anh sương hồng mặt mang trong ngày mới. Mặt cười làm mình đi theo những con đường sẽ đông như từ chân đôi. Mặt tôi ghé vào một con vắng bên đường, tặng cho tôi một ly cà phê chiều buổi sáng. Xin chào phố phường quen, chào những con đường đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào người khác quen, số sớm tôi thôi có bao người bạn bè thân thiết tôi đã quen. Xin chào phố hàng bao ngã tư đường, chúng sẽ bao buồn vui cùng quen cả con phố. Xin chào em sáng tay sáng hoa tươi cười đã cho tôi một ngày tuyệt vời để biết bao. Tôi một vài giây phút đau lòng buồn cho những cuộc đời chui từ bên thế nói lo hết cho ai cười lên thôi và đón niềm vui sẽ tới. Xin chào phố phường quen, chào những con đường đã cho tôi một bao buồn vui tôi lớn. Xin chào giới quen quen phố sớm tôi ngồi có bao người bạn bè thân thiết đã quen. Xin chào phố hàng bao ở ngã tư đường, chúng sẽ ôm nụ cười thân quen sẽ đi vắng. Vẫn là em xa thấy giấc hoa tươi cười đã cho tôi một ngày tuyệt vời để biết bao. Vỗ tay lên các bạn. Bước chân tôi được đi đến bao nơi rộng rãi, anh đã quen mọi người chỉ quen ở nơi đây. Nhưng anh đang đợi em biết bao vui buồn. Còn chúng tôi một điều chưa ngờ đến thiết tha. Dành cho tôi một vài giây phút nhau lòng, chưa vui buồn cho những cuộc đời chưa vui. Đừng người vẫn thế đó ai lo hết cho ai. Cười lên thôi và đón ngày vui sẽ tới. Xin chào phố trường quen, chào những con đường đã cho tôi một bao một vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi khoan quen, sáng nay nơi thôi có một người bạn thầy thân mình vì đã quen. Xin chào phố hàng bao ở ngã tư đường, chúng sẽ ôm nụ cười đã quen rồi đi bao. Vẫn là em sáng nay sáng hoa tươi cười đã cho tôi một ngày tuyệt vời để biết bao. Yeah, chào phố trường quen, chào những con đường đã cho tôi một bao nụ cười cùng tôi lớn. Xin chào giới quan quen, sáng nay tôi rồi có bao người bạn bè thân mình đã quen. Xin chào phố hàng bao ở ngã tư đường, chúng sẽ ôm nụ cười cùng quen rồi đi vắng. Vẫn là em sáng nay sáng hoa tươi cười đã cho tôi một ngày tuyệt vời để biết bao. Vẫn là em sáng nay sáng hoa tươi cười đã cho tôi một ngày tuyệt vời để biết bao. Cơ cấu giải thưởng gồm có chúng ta có 3 giải khuyến khích và 1 giải ba, chúng ta có 2 giải nhì và 1 giải nhớ. Giải quyết lớp đầu tiên.
quen Lâu Ma. Và giải khuyến khích tiếp theo, chúng tôi xin mời đại diện của xin xin hát.
tình người. Trong ngày mới, thầy có hơn con xa vời vời. Người trên đôi đi chân vào đời. Và nụ cười đó là chân buồn. Oh!
đó cũng đã dân chào, thấy cho ta tự hào, đoàn kết cho ta sức mạnh. Chiến thắng, chung một lòng nắm tay.